Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo cái phần thứ năm là lật mặt tôn giáo của cái bài viết của được cải chính là Phía bên kia ánh trăng, nhân văn của Kitô. Thì tiếp theo cái phần nó là trong đây trong bài thì nó phần thứ tư, nhưng mà mình chia ra vì clip quá dài cho nên chia ra làm năm phần. Hôm nay cũng là phần cuối. Ngụy tín rằng Thiên Chúa giáo Thầy Chúa làm chủ trái đất, đế quốc đồng tay gặp nhau. Sự phủ nhận đường lưỡi bò chính đoạn của Trung Quốc do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra, được đích thân Ngoại trưởng Mark Pompeo tuyên bố trong tháng 7 năm 2020, cho thấy rằng bất cứ mọi tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền đơn phương nào trên mặt đất đều bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 1493, giáo hoàng Alexander thứ 6 ra sắc chỉ Inter Caesarea để chia hai thế giới, một phần cho Bồ Đào Nha và phần kia là cho Tây Ban Nha, bất chấp thế giới còn lại. Như vậy trên thế gian chỉ có đại diện của Thiên Tử và đại diện của Thiên Chủ mới có chuyện tuyên bố chủ quyền một cách ngang ngược theo luật rừng. Người Trung Hoa tự tin mình là nước nằm giữa trái đất Trung Quốc, cũng ở chính giữa sắc đẹp Trung Hoa, cũng có nghĩa là cái đẹp vô cùng hoa lạ. Còn tự hào là thần châu đất thiên. Trên Wikipedia Trung Quốc, Duy Cơ Bách Khoa phát âm theo Pinyin thì rất giống Wiki, nói về ý nghĩa hoa hạ như sau: Xuân Thu tả truyện chánh nghĩa, Trung Quốc hữu lễ nghi chi đại, cố sơn hạ hữu phục chương chi mỹ, vị chi hoa. Ý tức nhân Trung Quốc thì lễ nghi chi bang, cố sơn hạ, hạ hữu cao nhã đích ý tưởng. Trung Quốc nhân đích phục sức hẳn mỹ, cố tác hoa. Sách Xuân Thu tả truyện viết: Trung Quốc có rất nhiều lễ nghi nên gọi là hạ, có cách ăn mặc đẹp nên gọi là hoa. Điều này có nghĩa Trung Hoa là một nước lễ nghi tên gọi là hạ. Hạ có ý nghĩa có ý tưởng cao nhã. Người Trung Quốc thích ăn mặc đẹp nên gọi là hoa. Việt Nam trải qua nghìn năm Bắc thuộc và liên tục có những cuộc chiến giành độc lập với người Anh, em láng giềng luôn tự cho mình là thiên tử con trời này. Một trùng phức rất ngẫu nhiên đó là văn hóa con trời tự cho mình là lễ nghi chi bang, thì văn hóa con chúa cũng tự cho mình là dòng giống vượt trội. Nên hai khối văn hóa này luôn tìm cách bành trướng đế quốc của mình. Người Trung Hoa gọi những nước chung quanh là Nam Man, Bắc Địch, Tây Nhung, Đông Di, nói chung là mọi trợ thấp hèn. Người Kitô da trắng cho rằng dân da màu không có linh hồn, đồng hạng với cầm thú. Người Trung Hoa muốn khai hóa bốn phương, người Kitô muốn cấm thánh giá khắp chốn. Ngày nay hai khối văn hóa này đang được trực diện đối đầu bằng kinh tế và có thể sẽ có một cuộc chạm trán quân sự tại Biển Đông. Tuy nhiên, cái nhâm hiểm của khối văn hóa Kitô hơn hẳn sự nhâm hiểm của Trung Quốc. Trung Quốc chỉ hiện hình như một dân tộc, một quốc gia, một quyền lực chính trị. Trong khi đó, Kitô giáo ngoài tất cả những gì Trung Quốc có, nó còn có thêm bộ mặt tôn giáo. Và tôn giáo là cái có thể nối kết với biên giới, liên chủng tộc, không phân biệt ngôn ngữ và màu da. Người ta dám gây chiến với một quốc gia, nhưng không ai dám gây chiến với một tôn giáo sau khi đã trải nghiệm thánh chiến qua lịch sử. Trung Hoa có con dân đi lang thang khắp thế giới, luôn hướng về tổ quốc và rất giàu có. Cộng đồng Hoa Kiều ở các quốc gia giàu mạnh Âu Mỹ từng là những cổ đông lớn nhất cho Hoa Lục trong thời kỳ chủ nghĩa WTO. Vừa được thành lập và phát triển mạnh, Vatican có con dân khắp thế giới. Sự giàu mạnh của Vatican vốn đã tích lũy từ 2000 năm, lại càng phát triển rực rỡ hơn sau khi chinh phục toàn bộ Mỹ Châu và các nước nhược tiểu như Philippines,
Vatican. Tính số đầu người mà gây sức ép với các quốc gia thế lực, Vatican có thể hưởng lợi ngay cả trên các nấm mồ có hình thánh giá. Đó là bằng chứng lịch sử cho thấy Kitô giáo hiện hữu trong thời gian và không gian của quá khứ, hiện tại và tương lai. Một nấm mồ với cây thánh giá cũng có thể tạo ra tiền bạc nhờ tuyên truyền và buôn bán một vụ. Nó lại là nơi cắm dùi lắm đất dành dân giữa giữ biên giới biên cương bền vững chờ ngày phán xét. Không những kinh thánh tuyên bố sở hữu chủ toàn bộ trái đất và những gì có trên đó, nó còn tuyên bố chủ quyền trên các thiên hà xa xôi nếu có một kha luân bố không gian lái phi thuyền đi thám hiểm galaxy Andromeda và chiếm đóng một vài nơi rồi cắm thánh giá, và gặp đâu cũng bắt làm nô lệ, hãm hiếp rồi tàn sát, thì người dân ở Andromeda sẽ tưởng rằng nhân loại mắc khi quay chỉ toàn là dân khủng bố. Trái đất là của Thiên Chúa, Ngài ban nó cho nhân loại. Kinh Thánh dành hết vũ trụ vào tay Vatican hoặc những ai cầm gươm nhân danh Thiên Chúa. Deuteronomy 10:2-14. Cả thế giới cùng mọi vật, trong đó luôn cả các từng nơi, từng trời cao vút về thuộc về Chúa. Psalm 24:2-1. Đất và muôn vật trên đất đều thuộc về Chúa. Thế gian và mọi dân trên toàn cầu đều thuộc về Ngài. Khái niệm về mặt đất của Thiên Chúa rất đơn giản. Nó như cái mâm lớn bằng đất có bốn chân, bên trên được ấp bằng cái lòng bàn có lỗ nhỏ để nước chảy xuống thành mưa theo lệnh của các thiên thần. Trên vòm thì Thiên Chúa đính những viên sáng làm sao. 1 Samuel 2:2-8. Chúa nhấc kẻ nghèo dậy khỏi bụi đất và nâng người khốn cùng lên từ đống tro. Ngài để kẻ nghèo ngồi chung với quan trưởng và nhận ngôi vinh dự. Trụ móng của trái đất thuộc về Chúa, Ngài đặt thế giới trên nền đó. Ta thấy ngay nghịch lý của câu kinh Chúa đỡ kẻ nghèo khỏi bụi đất và nâng kẻ khốn từ đống tro, cho thấy sự gian manh giả dối của kẻ làm bánh đã tạo ra bánh hư thối, lại tìm cách cứu chữa phần hư thối bằng cách cho nó ngồi ngang hàng với phần thơm ngon. Chi mà mệt vậy, chế ra tất cả bánh đều thơm ngon thì đâu cần mất công ra sức chống đỡ để rồi kể lễ công lao. Kitô giáo truyền bá rộng rãi kinh sáng thế cho rằng Thiên Chúa ban cho loài người hạnh phúc ở vườn địa đàng, và con người phải có bổn phận với đất đai mà Chúa đã ban tặng. Và sau khi chết, giết chết toàn bộ sự sống trên mặt đất bằng trận đại hồng thủy, Chúa Trời đã nói với Noe như sau: mọi loài vật sống động trên đất sẽ dùng làm thực phẩm cho các ngươi, cũng như cây xanh mà ta đã ban cho các ngươi. Nay ta ban cho các ngươi tất cả. Sáng thế câu 9:2-3. Câu kinh này làm tôi nhớ đến linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường. Ông đã lấy một câu kinh khác trong sáng thế mà cho rằng Chúa chỉ cho phép ăn cây cỏ mang hạt giống để khuyến khích con chiên ăn chay, chứng tỏ rằng kinh thánh viết tùy theo nhu cầu phát sinh. Ở đây là A tổng A. Thì chỉ cần vài bước sau sẽ trở thành A trừ. Tới đây ta tạm cho rằng trái đất là của tất cả mọi người, nhưng với điều kiện nhân loại phải tin theo Chúa, và chỉ duy nhất chỉ có Chúa mà thôi. Theo ý nghĩa nguyên thủy, đất của Thiên Chúa vào lúc bấy giờ chỉ là vùng Trung Đông. Thời ấy cái nhìn của Thiên Chúa chỉ thông thái cỡ chừng ấy. Ngài tạo ra vùng đất không lớn ở gọi là địa đàng để Adam và Eva cùng môn thú sinh sống trước khi ăn trái cấm. Dân số ít quá nên Ngài đâu có tính ước trước phải chế ra trái đất có bốn biển năm châu. Sau khi Adam bị đuổi ra khỏi địa đàng, Ngài đã ban cả vùng Cận Đông cho con dân Do Thái như Wikipedia ghi nhận.
Theo sách Sáng Thế, vùng đất này lần đầu tiên được Thiên Chúa hứa ban cho con cháu của Abraham. Văn bản rõ ràng rằng đây là một giao ước giữa Thiên Chúa và Abraham cho con cháu của mình tên của Abraham, sau đó được đổi thành Abraham với lời hứa được tinh chỉnh để truyền qua con trai của ông là Isaac và cho dân Israel, con cháu của Jacob. Cháu nội của Abraham, niềm tin này không được chia sẻ bởi hầu hết những tín đồ của thần học thay thế. Trường phái giữ quan điểm rằng các lời tiên tri trong Cựu Ước đã được thay thế bởi sự xuất hiện của Chúa Giêsu, một quan điểm thường bị cho là sai lầm bởi Kitô giáo Gion, bao gồm đa số các trường phái Tin Lành tin vào Giêsu nhưng vẫn tin vào Cựu Ước, không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào. Chúa ban mặt đất cho nhân loại nhưng chỉ chấp nhận con cháu của Abraham. Được quyền cai quản, Chúa cho phép người Do Thái tàn sát tiêu diệt bất kỳ dân tộc hay văn hóa khác. Dưới đây là đoạn trích kêu gọi tiêu diệt ngoại đạo từ Thánh Kinh Phục Truyền Luật Lệ, câu 13, 2.13 đến câu 18. Có thể ai đó nói rằng những người độc ác đã từ ngươi đi ra. Họ có thể dụ dỗ dân trong thành từ bỏ Chúa, nói rằng hãy đi và thờ lạy các thần khác là những thần các ngươi chưa từng biết. 14. Khi nghe như thế, các ngươi phải hỏi cho kỹ, xem xét sự việc rồi kiểm tra cẩn thận, xem tin đồn có đúng hay sai. Nếu thật quả có chuyện ghê tởm giữa các ngươi, 15. Thì các ngươi phải lấy gươm giết tất cả mọi người trong thành đó, phải hủy diệt thành hoàn toàn và dùng gươm giết sạch những người cùng súc vật. 16. Gom mọi tài sản của những kẻ đó đặt ở giữa công viên thành phố rồi thiêu hết những tài sản của họ, làm của lễ thiêu dâng lên cho Chúa là thượng đế của các ngươi. Những thành đó không bao giờ được xây lại, hãy để đó bị điêu tàn đời đời. 17. Đừng giữ cho mình bất cứ vật gì trong thành, để Chúa nguôi giận. Ngài sẽ tỏ lòng từ bi đối với ngươi và khiến cho dân tộc ngươi tăng trưởng như lời Ngài đã hứa cùng tổ tiên của các ngươi. 18. Phải vâng lời Chúa là Thượng Đế bằng cách vâng giữ mọi mệnh lệnh của Ngài mà ta truyền cho các ngươi hôm nay. Như thế các ngươi sẽ làm điều công chính trước mặt Ngài. Trước khi Giêsu ra đời, người Do Thái rất kỳ thị đánh nhau và chém giết người ngoại quốc, đặc biệt là người Gentiles. Nhưng khi Giêsu xuất hiện, ông sửa đổi cái nhìn đối với các dân tộc khác, cho phép họ cải đạo quy phục ông. Ta thấy câu chuyện Giêsu chấp nhận cứu đứa con người đàn bà dân Canaan là điển hình, dù trước khi cứu ông mạt sát bà ta cùng các dân tộc khác là chó. Cái tâm ý nhân đạo của Giêsu rất giống với chủ trương nhân đạo của Kasab đối với thổ dân Mỹ. Mục đích nhân đạo ở đây là để tạo ra lớp người quy thuận làm hạt mầm cho công cuộc bành trướng. Sự cho phép thờ cúng tổ tiên của cộng đồng Vatican II cũng nằm trong âm mưu này, là cách làm cho luật giáo hội nhẹ đi, hòng dễ dàng cải đạo người Á Châu. Sau khi cải đạo xong, giáo dân cũng sẽ mê tín theo Chúa mà tự đập bỏ bàn thờ gia tiên mà không cần đến luật cấm của giáo hoàng. Sê-lê-men thứ 11 nữa. Tóm lại, Thánh Kinh là ngòi nổ chiến tranh. Nó dạy cho người Kitô niềm ngụy tín rằng mặt đất này do Thiên Chúa thiết lập, và như vậy đất là món quà đến từ hồng ân của Thiên Chúa. Lời người cần phải biến mặt đất thành đền thờ Chúa để thăm tạ thăm ân của Ngài. Ai mà không cùng suy nghĩ với người Kitô giáo thì họ sẽ thực hiện chiến tranh thực dân bằng quân sự, còn nếu nhắm không thể nuốt chửng bằng gươm đao thì họ ẩn nhẫn sử dụng cách cài đặt những con ngựa thành Troy vào nội bộ đối thủ và tổ chức chiến tranh văn hóa tuyên truyền. Chiến tranh và chết chóc đối với Kitô giáo qua lời dạy vàng ngọc của Thánh Bernard là để phục vụ cho Thiên Chúa tối cao.
nó chỉ có công không hề có tội. Những lính chiến Kitô phải tiến hành cuộc chiến tranh của Chúa Kitô mà không sợ phạm tội, giết kẻ thù hay sợ bị kẻ thù giết. Vì khi họ giết hay bị giết, họ không phạm tội ác nào, vì tất cả là để cho sự vinh quang của họ. Nếu họ giết, đó là cho sự lợi lộc của Chúa. Nếu họ chết, đó là cho sự lợi lộc của chính họ. Đối với sự hung hăng của Kitô giáo muốn chiếm trọn trái đất, dù phải giết hết toàn bộ nhân loại, như Thiên Chúa từng làm qua trận lụt lớn trong truyền thuyết mà họ rất hãnh diện, thì sự hung hăng của Trung Quốc ngoài Biển Đông chỉ là thằng trộm vặt so với cả đảng cướp nhỏ. Lớn tuy có khác, nhưng gian manh và thâm độc không khác. Điều khác nếu có là giáo dân Việt Nam rất hùng hổ chửi rủa Trung Quốc làm sao cho ống kính lịch sử quay về sân khấu Trung Quốc, để đừng ai quan tâm đến việc giáo dân Công giáo. Vừa hô to yêu nước, vừa chào quốc kỳ Vatican tại Việt Nam. Đó là những cái mưu đồ đằng sau của cái mặt trái của Kitô giáo. Chúng ta hãy tỉnh táo và nhận diện. Thì để làm phần tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu và sẽ hứa với quý vị các bạn là sẽ làm tiếp tục, chứ không tạm dừng. Mà cuộc chiến này thì luôn luôn trường cửu và vĩnh hằng, chứ không bao giờ gián đoạn. Thì trong thời gian qua thì bận biểu rất là nhiều công việc, cho nên thành thử ra thì cũng chậm trễ. Mong quý vị và các bạn thính giả cũng thông cảm, hoàn hỷ cho.